Điều đó thì cũng đúng rồi đó. Đúng rồi. Thầy đọc thôi. Sau tôi thì đi để mình làm cho thầy nó bỏ sẵn hơn. Có khoảng 5 phút thì chắc là chuyên nghệ. À, chứ là phê là phê là phê là phê Lê Văn Đạt, ấy luôn Lê Văn An, Department of Medical Microbiology, Microbiology. Chiều nay tôi đã đi bổ phổ cái đồ dung. Trong nhà đông tôi đã đi hai cái đồ dung là cái đảng này. Bạn nó lâu bàn lên lớp trường lớp mình đó. Còn ở đây thì hai cái thuốc vi khuẩn đó là Bacillus anthracis. Cái vi khuẩn Bacillus anthracis thì nó gây nên cái bệnh than ở người. Bệnh than là động vật ở người. Và một cái vi khuẩn thứ hai đó là vi khuẩn Listeria monocytogenes. Hai cái vi khuẩn này nó gây nên một cái bệnh ở người. Nó thường gặp đó là người ta gọi là bệnh Listeria. Đây là trùng do cái vi khuẩn Listeria. Ở đây là một cái nhóm vi khuẩn là cái nhiễm trùng từ động vật và nó truyền cho người. Truyền cho người. Thế thì cái vi khuẩn này là cư trú ở đâu? Nó ở đâu? Bình thường mà. Nó ở đâu? Nó tìm thấy ở đâu? Đó thì thấy đi. Đây là cái chỗ mà người ta tìm thấy đi. Nó là tất bề mặt. Khắp nơi ở trong đất đó. Và đặc biệt cái vi khuẩn này ở đất đất cho là mình là cái nhiễm trùng cho động vật là cái động vật sẵn có đấy, trâu bò ngựa cừu dê vân vân, nó bị nhiễm trùng nó gây chết ở động vật, gây chết ở động vật đó là cái chỗ nào mà thông thường tự nhiên thì cái chỗ nào mà còn xác của động vật thì cho nên là ngay đất bình thường thì nó đã có cái vi khuẩn rồi, nhưng mà những chỗ mà có xác của động vật vân vân thì vào đi ạ, xác của động vật thì như thế thì cái chỗ này động ô nhiễm, rất ô nhiễm, đúng rồi, động cơ rất là nhiều vi khuẩn ngoài này, và như vậy nó phát tán theo một cái đường bề mặt, nó phát tán ở trong bụi đất, thấy không? Trên bàn ghế, cái vi khuẩn này nó có trên bàn ghế thì là theo một đất vật, đặc biệt là các cái kỷ nhiệt đới như ở Việt Nam và vân vân đấy, đối với các nước mà ôn đấy thì thường là nó lại tùy theo vùng địa dư, nhưng mà kỷ nhiệt đới thì nó khắp nơi thì nó thì cái độ thương không khí nó rất là mạnh mẽ,
do đó thì nó khoảng 8 năm rồi, rồi nó cắt nguồn nước, nhớ, nó cắt nguồn nước sông, được ao hồ, vân vân thì nó khoảng 8 năm rồi. Thế thì về vi khuẩn này ở trong người riêng, thì nó có luôn luôn tồn tại 2.000 gà. Thế thì về hình thái ở đây là một cái loài vi khuẩn răng dương rồi, như là các bạn, răng dương. Và đặc biệt là nó nằm trong một cái giống người ta gọi là giống Bacillus đó, giống Bacillus. Thế do đó thì cái hình thái của nó, tất cả tiền thể các bạn nó thực khuẩn, hay tức là hình quay. Đây là cái vi khuẩn, một cái vi khuẩn là hình quay như thế này, là tế bào, nó hình quay như thế này. Và những cái vi khuẩn này là gì? Không thể cái nha bào ở phía trong tự nhiên, trong đất, trong nước, rồi luôn luôn đó có tồn tại để hai cái dạng là một cái dạng mà nó phát triển, nó sinh năng sinh sản, nó phát triển theo cái số lượng đó, nó chuyển hóa chất ở cái dạng thực vật này đó. Và những cái dạng thực vật này là cái dạng cái nghề bẩn, những cái dạng nó rất là đề kháng, hay là người ta gọi là cái dạng trơ. Cái dạng này nó tồn tại trong tự nhiên, đó là cái dạng nha bào. Cái dạng nha bào thì các anh thấy là tế bào này nó có một cái gì, nó có một cái nang đó. Đây nang nó nằm ở chưa, ở đây thì bên đây thì các anh thấy nó có một cái khoảng trắng trống ở bên chưa. Ở đây cái nha bào nó nằm ở bên chưa này, nó cũng bắt màu. Cái cạnh thủy dùng dùng gan thì nó cũng bắt màu khoảng trống này. Thế thì cái dạng này thì nó rất đề kháng, nó có thể tồn tại ở trong đất, trong nước, trong bùi 10, 15 năm hoặc là lâu hơn là không bị chết chết. Thấy không? Thay đổi nhiệt độ, thay đổi cái môi trường, cái điều kiện môi trường, nó không biết, nó không bị chết. Thấy không? Nhưng mà khi mà nó vào bên trong cơ thể, thì thể nha bào này, nó sẽ gặp cái điều kiện hoàn toàn nếu như trong cơ thể mình rất là nguồn protein là rất là phong phú, đúng không? Cái mô của cơ thể, tất cả cái nhân của cơ thể, cơ quan và cái nhiệt độ thích hợp thì nó sẽ quay trở lại, nó chuyển qua cái dạng thực vật như thế này và nó phát triển ngoài lên nhiệt độ cơ thể. Và cái vi khuẩn này thế này tôi nói nó khắp nơi ở bên trong tự nhiên, trong đất, trong nước, trong bùn vân vân. Cái vi khuẩn này thì người ta nuôi cái chất rất là dễ dàng ở trong phòng thí nghiệm. Cái này thôi chỉ nhắc cho các anh chị thôi, các anh chị cũng không cần phải nắm một cái cách chi tiết, nhưng mà các anh chị biết nó ở đâu, nó có ở đâu đó, cái hình nó làm sao, rồi một số đặc điểm để mà người ta nói những cái lần đấy thì đã hiểu được cái vi khuẩn đó là sao. Lúc vào thí nghiệm thì người ta có thể nuôi cái vi khuẩn này một cách rất là dễ dàng ở trên một số môi trường, dưới những môi trường có chất dinh dưỡng, cái thứ là cái lần máu, rồi người ta nguồn nhiệt độ 37 độ á, thì khoảng chỉ cần 6-8 đến 24 tiếng đồng hồ thì nó phát triển rất là dễ dàng. Nó tạo ra những cái gì, những cái colony như thế này, hay là tôi gọi là những khóm vi khuẩn, hay là những khuẩn da, như thế này nó màu trắng đục như thế này và nó bám rất là chặt ở bên dưới môi trường, nó dẹp màu trắng đục như thế này. Và đương nhiên như vậy thì khi mà nó bọc lên như thế này thì người ta sẽ bắt lấy cái vi khuẩn cái khả này, người ta đi người ta làm những cái test ở cái phòng thí nghiệm, rồi như là cái tinh trùng để người ta khảo sát cái màu, rồi để người ta xác định cái tính chất về cái nha bào như thế này, rồi người ta làm những cái test về sinh hóa, nó chuyển hóa nguồn thức ăn, để người ta xác định nó, xác định nó chuyển hóa nguồn thức ăn làm sao, rồi người ta test để người ta biết được cái tính kháng nguyên của nó, bằng cả cái test ở trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như là người ta làm cái test hết
rồi cá thể, rồi ta tạo ra từ cái động vật, đúng không? Để ta biết được là một cái loài này phải là đúng là cái vi khuẩn Bacillus anthracis hay không, đúng không? Nên là người ta hình dân nó, người ta không hiểu được. Người ta làm khi mà có vi khuẩn nó mọc như thế này, người ta làm chuyện này rất là dễ dàng, đúng không? Thế thì vi khuẩn này để gây bệnh ra làm sao? Nó gây bệnh cho người ra làm sao? Thì chắc cái bệnh của vi khuẩn này do cái khả năng bám diệt ở trong cơ thể, và đặc biệt nó có cái độc lực, đó, nó có cái độc lực so với những cái vi khuẩn Bacillus khác. Ví dụ như là trong cái giống Bacillus này thì có rất là nhiều cái loài, nó hoàn không gây bệnh gì cả. Ngay cả người ta dùng để làm thuốc thì làm cái gì không? Người ta dùng thuốc. Ví dụ như Bacillus mà sắp tới đến rồi thì nó hoàn không gây bệnh vì nó có độc lực. À, cái loài này thì đó người ta dùng nó đi qua nó sẽ có một cái chế phẩm có một cái loài thuốc người ta gọi là Bacillus subtilis hay là người ta gọi là bao xúc tím đấy để người ta uống cho những người mà bị tiêu chảy kéo dài và đường tiêu hóa đó thì vì cái loài đấy nó cũng gây bệnh mà nó cũng có cái độc lực nhưng cái loài này thì sao nó gây bệnh khi nó vào cơ thể nó gây bệnh, và nó gây bệnh thì chết người vì nó có cái độc lực. Các cái yếu tố độc lực của cái vi khuẩn này rất đáng kể là gì? Cái này có tài liệu đâu? Anh đi đọc cái tài liệu về sinh học độc lực đó nhé. Đó, cái gì có thể ghi nhận lại? Còn cái độc lực vì cái tài liệu này như cái các thầy cô giáo bài này cũng không toàn. Còn cái đây năm 2015 và năm 2016 tôi đã soạn từ 2015 cho đó một số thầy cô thì không kiểm soát thêm thậm chí tôi làm chủ biên để làm cái điều đấy và những năm đấy nhưng mà tôi không kiểm soát thêm thì được thì nhiều khi người ta không update cái đấy không tin luôn đó là vì những cái đây mà tôi nói đây thì nó có cái điều tôi đọc qua và tôi thấy có cái điều như vậy nó có cái vỏ ngoài. Cái vỏ ngoài thì các chị thấy ở cái thể này thì nó có cái vỏ ngoài, còn cái thể này thì nó không, cái thể này thì các con nó không cơ rồi đó, và chính là cái thể mà ok tầm chính là cái thể mà thực vật đó, cái thể thực vật thế thì cái thể thực vật nó có cái vỏ ngoài như thế này các chị. Cái vỏ ngoài các bạn chất của nó là cái gì? Đây là một cái lớp mà ống thông đa phân tử năm từ lần được tổ chức bởi rất là nhiều cái đường axit như thế này, cái đi chúng ta đi axit liên kết với nhau nó trở thành một cái lớp chất nhầy, và chất nhầy nó tạo ra cái mặt ngoài như thế này, cái lớp nó tạo ra cái lớp chất nhầy nó gọi là chất xuyên, cái vỏ ngoài như này, và chính cái vỏ ngoài này rất trong cho cái cơ thể làm chủ. Khi nó vào thì những cái lớp này nó không bị giết chết bởi các tế bào mắc phục phàm. Thấy hiểu không? Đây. Nó chống lại cái tế bào, nó bị cái tế bào mắc phục phàm bắt giữ. Nhưng mà tế bào mắc phục phàm nó không diệt được cái vi khuẩn này. Trả lại do cái lớp này nó tạo ra gì? Cái lớp này nó có đặc dụng giết chết cái mắc phục phàm của cái tế bào làm chủ, của cơ thể làm chủ. Đó, đây, nó đọc ở cái chỗ đây, đó là một cái đọc đáng nghe, rất là đáng nghe của bác sĩ cánh. Cái vỏ này, cấu trúc, cái vỏ này, người ta gọi là sáng hiện tượng, rất là dễ dàng, cũng không tình nghiệm. Bằng cách là người ta tìm cái gen, có cái sự hiện diện của cái gen, mà hóa cái này, đúng không? Và bằng cách người ta bùng tìm có sự hiện diện của cục gen, là base, có hai này thì đó là cái vi khuẩn than này nó mã hóa và nó tạo ra được cái cọc xuyên này đó. Một cái điểm mà một rất là đáng quan trọng trong việc thiết kế bằng một vi khuẩn này là ngoài vỏ thì nó có cái đặc hình, nó có cái đặc tố, cái đặc tố của vi khuẩn này nó có ba
do ba loại protein, ba cái thành phần protein được quyết định. Cái này nó có những cái tài liệu khác, có những tài liệu khác. Và chế độ của đây nó tác dụng theo kiểu, là kiểu cô nào thì đã là theo cái cách, có rất là nhiều cách của ngoài thành phố đấy. À, đây là bản chất của nó là ngoài thành phố. Và nó tác dụng theo kiểu thành phố AP, đấy nhớ. Cái thành phần A là cái thành phần mà hoạt động của lạc tố. Còn thành phần B là cái thành phần mà nó kết dính hay nó đánh vào cái receptor của đế để vào để nó bơm để nó tẩy cái phần A vào bên trong để nguyên đường và nó phát huy cái tác dụng của nó. Đặc biệt thì có thể là có 3 cái protein. Cái độc tố ở cái phần này, cái protein đầu tiên thì bây giờ là một protein, bây giờ là protein BA hay là cái này thì trong một cái phần tử tính anh thì bây giờ là protective enzyme, tức là một cái protein mà nó bảo vệ nhá, tức là nó đảm nhiệm chức năng B thế này, nó đảm nhiệm cái chức năng là nó giúp cho cái độc tố đó nó bám dính trên cái bề mặt của tế bào đó. Thì làm thế nào? Một cái protein thứ hai mà nó cũng rất là quan trọng đó là người ta gọi là protein cây phù, hay là người ta gọi là thủy hộ tố, cái đem mà phát triển thì là cái slide sau thì bạn chỉ sẽ thấy cái chữ đây, người ta gọi là protein mà nó gây nên phù. Và cái protein này khi nó đi vào trong tế bào đó thì nó có tác dụng thế nào? Bằng cách nó gây xuất tiết tế bào và gây phù tổ chức ở trên động vật nghiệm cũng như là trên cái gây bệnh của người. Chúng ta thấy là cái yếu tố này nó gây nên protein này là gây nên cái xuất hiện của tế bào. Và một yếu tố thứ ba là chúng ta gọi là yếu tố gây chết, cái này thì nó gây phá hủy cái tế bào đấy, là một cái enzyme protease, nó phá hủy, nó hủy hoại tế bào và nó gây nên cái chó, đây cái nó chó. Và đặc biệt những cái thành phần protein này khi nó được giết rẻ một thành phần đó thì các chị thấy cái hình vẽ này, cái này nó ở cái dạng phối hợp đó, dạng kết hợp, cái này là ba cái, cái này là hai cái, vân vân, ba cái dưới này, cái này hai cái, cái này hai cái, ở cái dạng phối hợp như thế. Cho nên là cái bản thì nó có tác dụng cũng đồng bộ. Còn nó chiết ra những cái protein thì nó tách chiết ra những cái protein thuần thì nó không có tác dụng. Anh hiểu không? Đây. Thế bây giờ ví dụ như ở đây, ví dụ như mà cái BA này nó phối hợp với cái gì? Cái NF á. Thì cái này thì là cái BA này nó gây nên cái gì? Nó bảo dính cái tế bào, cái receptor của tế bào bên ngoài, cái thằng NF nó đi vào bên trong. Ấy là cái đi vào bên trong là cái phản hủy tế bào và là cái nên chọn và là gì đó. Rồi cái phần mà BA nó còn với cái gì đó là F, thì cái phần A nó được gắn với cái receptor của tế bào, cái phần đó là F nó đi vào bên trong thì là gây nên cái tăng cái hoạt cái adenine sinh là và là gây nên cái phù tổ chức đó, cái động vật nghiệp như thế. Và cái phức hợp này thì nó phối hợp cả hai cái tác dụng như thế, nó vừa phù tổ chức và nó gây cái ngoại hình tế bào và nó gây nên cái hồi tính toán ở động vật thực nghiệm, thấy không? Thế thì đây các chị thấy là ở đây tôi có nói về cái độc tố rất rẻ. Phần BA là cái gì? Phần BA ở đây tôi gọi là cái protective enzyme, tức là cái kháng nguyên nữa rồi, kháng nguyên bảo vệ đấy, đúng không? Cái tổng lượng của nó là khoảng 83 kg lan tổng và nó được bảo hóa trên một cái vùng gen. Tất cả những thành phần này nó được bảo hóa trên một cái plasmid, trên một cái plasmid người ta gọi là cái plasmid PSO1, cái vỏ thì nó được bảo hóa trên cái PSO2, anh hiểu không? Còn cái này nó được mã hóa trên cái PCO1, trong cái vùng PCO1 này thì cái PA nó được mã hóa trên cái vùng gen
là vùng dân băng á, dân băng này. Và đặc biệt cái cảnh đây thì như thế này, tôi nói cái thảm nước đây là gì, nó sẽ gắn receptor của mang tế bào của cơ thể, thấy không, tế bào biểu mô, tế bào macrophage, tế bào mô gốc, tế bào tiêu hóa á, để nó đầy, nó tạo điều kiện để nó bơm hai cái protein dưới này đi vào bên trong tế bào này, nó phát huy lại tác dụng đó. Đây đây là chúng ta vẽ A như thế, thấy không? Rồi cái yếu tố một cái protein mà như thế này, tôi nói là protein ở ẻ nó bắt nguồn từ cái từ ở đây mà factor thì chúng ta tắt là gì ẻ đó, thì điều vào tác dụng trên tế bào và gây nên để phục vụ nên tăng về xuất hiện của tế bào. Thế thì cả đây các chị thấy cái trọng lượng nó từ ở đây tôi nhắc là qua mình làm bảo quản với một cái gen, người ta gọi là cái gen CIA đó, CIA. Thế cái này tôi đã nói là gì, khi nó đi vào phần này đi vào trong tế bào thì nó gì, nó kết hoạt cái adenine cyclase thì nó sẽ kết hoạt cái sự chuyển hóa từ cái ATP nó có trong tế bào trở thành cái gì, trở thành cái ATP bọc. À, do đó cái lượng áp trong vòng mà tăng lên ở bên trong tế bào thì nó đưa đến cái gì, nó đưa đến nó xúc tiến, nó gây ra cái xúc tiến nước nó đi ra khỏi tế bào và nó gây phù đột tiếp, thấy chưa, nó gây phù đột tiếp đây, cái cả đây do đó các bạn dùng cái đó là cái phù như thế, nó là đường đến tất cả các loại tế bào của cơ thể, tế bào biểu mô, tế bào cơ hay là các cái macrophage, không như thế, ở đây là yếu tố nó gây phù. Rồi thì yếu tố nó gây chết, yếu tố gây chết thì nó gọi là NAS này, ở đây thì nó đặt tên dựa vào cái đặc dụng của độc tố trên cái động vật thực nghiệm đó, gây chết. Thế thì các nhìn thấy cái trọng lượng phân tử như thế này và cái bảo hóa trên một cái gen, cái vùng gen người ta gọi là vùng gen lắc trong cái chromosome, à, xin lỗi, trong cái plasmid số 1 đó, cái cái đây là gì? Nó có cái chất như cái này, nó gọi là một cái protease, à, một cái enzyme mà phân hủy protein của tế bào. Tại sao người ta đặt cái tên là metallo protease như thế? Nếu như nó có sự hiện diện của một số cái ion, một số ion mà ví dụ magnesium, đó, magnesium hay là canxi, anh hiểu không? Thì cái enzyme này nó được hoạt hóa và nó hoạt động một cách rất là nhiều, thì có nhiều nhiều của các cái ion như thế, đó, đây, metallo, protease, và nó tác dụng nó phá hủy cái tế bào, và đặc biệt là cái tế bào là tế bào, để nó phóng thích cả cái thể thực vật của cái sinh vật, và nó tác dụng cái gì, cái nhiệt độ lan tỏa một cái chó và một cái chết về động vật, đó, con chuột, họ những cái tổng số này, một cái chết trên cái động vật, đây cũng là cái tình trạng ăn chết vật, của nó liên quan đến những cái yếu tố này, thấy thấy không? Yếu tố này cũng tính chất chết vật. Đây thì những cái này các chị thấy là bên cái đây nó cái bản sinh của cái vi khuẩn này. Đây các chị thấy ở đây thì nhá vào ở đây nó về hình tròn như thế này thì nhá vào đó, ở cái da hay là cả cái niêm mạc, khi cái vi khuẩn này nó tiếp xúc với da thì nó đi vào cái da này thì gì, có thể theo một con đường hoặc là theo một con hai con đường, có thể là rồi mình không cần tiếp từ để cái đây nó phát triển thân cái hệ mà thân cái hệ thực vật này. Còn cái slide này nữa, à, nó đi xem một cái đường như thế này, đây là cái nha vào, anh nhớ không? Cái này là cái nha vào, nó có thể đi theo cái đường này, đó, hoặc là từ đây đi qua đây, anh nhớ không? Đây, nó đi một con hai con đường như thế. Bây giờ tôi nói về đi theo con đường được vào trước, anh nhớ không? Thế thì khi nó vào trong niêm mạc, trong tổ chức thì cái nha bào này, nha bào các cái đại bào nó để nó bắt giữ, đã hiểu không? Nó bắt giữ
Thế thì khi tế bao đại tế bao có phát triển thì nó nằm vào tốt đại tế bao, thì nó tế bao đại tế bao này sẽ theo các dòng bạch huyết, nó sẽ đến ở đâu, nó sẽ đến ở các dòng bạch huyết. Thì khi mà nó ra nằm bên trong tế bao thì cả những cái tế bao này nó bị diệt hết, nó sẽ làm cái gì, nó sẽ chuyển, nó sẽ phát triển trở thành một cái dạng thực vật, thấy chưa? Và nó theo để cái hạt bạch huyết nó để nó phát triển trong các cái hạt bạch huyết đó, các cái hạt bạch huyết. Ở lúc này các vi khuẩn này là cũng bị giết chết, mà nó do nó hình thành đấy, cái hệ thực vật thì nó có cái gì, nó có cái vỏ bao ngoài như này tôi nói đó, cáp xin nó cũng giết, nó bị giết chết, vi khuẩn nó bị giết chết, nhưng mà nó phá hủy cái tế bào và nó phóng thích rất là nhiều cái hệ thực vật khác, đã hiểu không? Và cái điều này nó làm lan tràn cái vi khuẩn ở trong cơ thể, nó đến cả cái tế bào khác, thấy không? Ok bạn. Và những cái hệ thực vật này nó sản xuất ra cái gì? Các cái độc tố. Nó gây nên tạo hình tổ chức, tạo hình tế bào. Thấy không? Một con đường thứ hai, tức là con đường này. Con đường này thì bên này, và nó bên này. Đó. Thế thì các anh nhìn thấy trong trường hợp này thì cái nha bào ở đây, thì bây giờ nó vào cái mô nó phải, nó cũng đi theo, nó cũng bị bắt. Nó bị bắt nhìn bởi cái macrophage mà nó phát triển trở thành cái gì? Thành là cái hệ thực vật. Đó. Hệ thực vật. Cái hệ thực vật thì nó sẽ sản xuất ra cái gì? Sản xuất ra cái độc tố và nó đặc biệt là cái phù. Rồi nó cái tiêu protein. Đã nhìn thấy cái tế bào biểu mô nó bị phá hủy ở đây. Cái chỗ này nó có cái phô mô tính tí thì ở đây nó vào, nó về, nó biểu hiện cái sự phù tổ chức. Đó. À, cái tổ chức tổ chức. Từ cái tổ chức này, cái khoản đó vượt qua cái rào cản này, nó bắt đầu nó đi theo cái mạch bạch huyết, nó vào trong hạt. Nó cũng tương tự như thế, khi vào trong hạt thì nhân gì? Nó bắt đầu nhân lên. Đó, nó phá. Nó nhân lên thì nó phải diễn ra cái độc tố, nó phá vỡ cái hạt bạch huyết, nó phải tạo tán cái vi khuẩn ra ở trong máu, trong cơ thể. Thấy không? Đây, do tính chất của cái vi khuẩn này nó có những chất độc như vậy, đây là một đường để nó phát tán vi khuẩn ra ở bên trong cơ thể, nó gây nên cái bệnh ở người. Tôi quay lại cái này, đây các anh thấy là nó đi vào cái này thì đây là cái macrophage, đó, vi khuẩn nó phát triển ở trong các cái macrophage, các anh thấy cái macrophage này nó bị giết chết cái vi khuẩn này, nhưng mà trong trường hợp này thì nha bao này nó phát triển trở thành cái gì? Các cái thực vật, đó, cái dạng thực vật. Và sau đó cái dạng thực vật này nó theo nó để các cái hạt và thực vụ, đó. Đây cái hình như thế này, tôi lại chỉ bên kia, tôi lại ví dụ như là phổi sao, nó để các cái hạt thực vật của cái cây phải có, đặc biệt là cái vùng trung tâm, đúng không? Nó phát triển rồi. Đây, rồi sau đó nó phát tán từ cái vùng trung tâm này, vi khuẩn nó phát triển ở trong các hạt này rồi nó phá vỡ cái hạt này, nó phát tán vi khuẩn vào bên trong máu, đúng không? Nó gây nhiễm khuẩn huyết và vân vân. Hay là nếu như bị tạo tay thì nó có thể theo cái hạt bạch huyết đó ở nách, ở chi dưới thì nó theo cái hạt bạch huyết ở đâu, vùng bàn cho vân vân. Cái hạt bạch huyết này người ta gọi là cái rizono, tức là cái hạt bạch huyết vùng, thấy không? Tùy theo cái vùng của cơ thể. Đây, cái nó nhân lên đây, nó gây những viêm hạch, nó gây xuất huyết, các anh nhìn thấy không? Từ đây nó phát tán cái vi khuẩn, nó gây ra cái gì? Cái này là cái septicemia, tức là nó gây ra cái nhiễm vi khuẩn viêm. Thấy gì không? Từ cái nhiễm vi khuẩn viêm này là gì? Gây độc, nhiễm độc máu. Nhiễm độc máu toxemia. Đúng không? Rồi từ cái nhiễm độc máu nó này gây ra cái gì? Do các cái enzyme này, do các cái protein này, nó gây xuất tiết. Cái này các anh chị thấy là cái này tôi nói là cái yếu tố gây phù đấy. Khi nó vào bên trong cơ thể thì nó kích thích cái adenine cyclase. Adenine cyclase nó tăng lên á thì nó sẽ đi nó kích hoạt khi ATP nó chuyển thành gì? ATP vòng, đúng không? Và khi mà ATP vòng nó tăng lên ở trong máu thì trong tế bào thì gì? Nó tạo tế bào xúc tiết thì gây nên cái phản ứng phù là gì không? Nó tạo cái độc của một cái thế thì sao? Thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cytokine, ví dụ như là cái yếu tố TNF, yếu tố
ngoài của khối u, hay là các cái tảng lơ tim, hay là các cái sai thông tin khác, những cái hoạt chất này nó được tiết ra khỏi tế bào thì nó gây nên cái rối loạn tuần hoàn và nó gây nên chó và cái nên nó gây chết cho cơ thể của chúng ta. Anh hiểu không? Đây, nó hai cái loại độc tố này như thế, trong cái hình vẽ nhỏ này. Thế thì các anh chị thấy từ cái khi mà nó phát triển như thế này là cái chó và cái chết, rồi nó từ theo dòng máu đến sắc tinh CP thì theo dòng máu nó đến nó gây đến mặt nào, nó bắt đầu phản ứng đến các cái cơ quan khác, không? Thì rồi nào thì nó gây nên cái viêm mặt nào do cái mặt nào nó bắt đầu rất là nặng nề và nhân chế rất là nhân, hay là nếu mà ở thể phổi thì nó gây nên cái gì, gây nên cái tắc nghẽn cái dòng cái mạch cái phổi, nó gây nên cái phù phổi, gây nên cái viêm phổi xưa hoặc là nhân chế rất là nhân. À, cái thể phổi là cái thể mà của bản nhân chế nhân nhất, người ta thấy là chỉ cần 2-3 ngày sau thôi nó gây nên mù phổi cấp, rồi bệnh siêu hấp, bệnh nhân chế rất là nhân. Nếu như mà cái bệnh than mà nhìn dùng qua cái đường hô hấp, thì anh ta tôi nói rồi, cái đường lây truyền người ta thấy là có 3 đường mà nó thường gặp với cái này. Đó là cái đường da là do cái rất là tiếp xúc với vi khuẩn ở mức tự nhiên, qua đất, qua không khí, qua bùn, và thông thường là qua cái gì, qua cái vết thương, do nó rất cái vết rập của vết da, vết cào của vết da như thế này, hoặc là do một cái thương hợp. Thì bây giờ vi khuẩn nó theo bùi, theo đất mà đi qua thì theo cái thương hợp này, đấy, nó vào trong mô và nó đi theo con đường như thế này, nó nó nhân lên, nó phát triển thành cái hệ thực vật, nó tiến ra vào tổ và nó gây tổn thương một cái vết loét ở trên da, và từ cái vết loét ở trên da nó đi vào, nó có thể theo dòng máu, nếu như mà cái tổn thương tại chỗ nó sẽ lan rộng, nó gây nên cái phá tán như một phao trong máu, nó gây nên cái nhiễm khuẩn viêm do một con ăn vào bệnh viện rất là nhân. Đây, một cái thể thứ hai nó rất là nguy hiểm, cái thể này là độc tử, cái thể này là cái thể mà người ta sợ nhất. Các chị cái vi khuẩn nào hít phải qua, đặc biệt là hít nha bao vào bên trong cái phổi ấy, cái hình này các chị thấy là cái hình này cái nha bao ở đây nó vào lúc phế nát, các cái chúng phế nát, các chị nó cả cái tài liệu bao sẽ bắt dừng như thế này, nó tiếp tục đi theo con đường này, hoặc là đây cái đường tiểu mô hô hấp, hoặc là tiểu mô phế quản, tiểu mô tiêu hóa, đây phải đan như thế này. Thế con đường hô hấp á, thấy các anh nhìn thấy không? Các bạn, vi khuẩn này là một trong những tác nhân mà nó đang sử dụng trong cái vũ khí sinh học, các anh hiểu không? Trong vũ khí sinh học tức là người ta sử dụng cái này, người ta tấn công những cái người đặc biệt trong chiến tranh thì người ta nó có thể là sử dụng như là nó bỏ cái bột mà chứa cái nha bao nó còn trong cả cái lâu đàn để nó phản ra, nó là nổ nó không ra cái bột mù á, và những người ta phải bị hít phải cái bột đấy vào bên trong phế nát thì là phải bị nhiễm trùng đó. Và một cái chuyện mà thời sự cách đây khoảng 15 năm trở lại đấy, anh chị cũng nghe là những cái người mà người ta đương nhiên nó không phải ai làm được, và chỉ có những người mà họ có kỹ năng và có được đào tạo rất là bài bản thì họ mới tạo ra được những vũ khí như thế này. Rất là những nhà mà gì, những nhà vi sinh học hoặc là những nhà sinh học đó, bằng cách người ta nuôi cái vi khuẩn như thế này, tôi nói nó không thể hiểu. Rồi người ta có cái vi khuẩn sống đấy, người ta làm đông khô cái vi khuẩn đấy, người ta hình thành tạo ra cái dạng bột, giống cái dạng bột mà trắng như thế, được không? Thì để làm rất là dễ dàng, phải chưa? Mình nuôi những cái vi khuẩn trong cái môi trường, rồi sau đó lại làm đông khô đi, cái việc đông khô đó nó không khó khăn lắm, không? Có thể làm có cửa hết, có cái máy móc, có máy đông khô như thế. Mày làm nó khô, tạo ra nó khô, nó
giống như là cái bột mì như này, cá nhau rồi người ta bỏ cái tặng phúc thư, người ta gửi cho cái người mà người ta muốn ám sát, người ta muốn tấn công, cá nhau và xem như là một cái dạng một cái thư chúc sức khỏe, một cái thư mà chúc sinh nhật đó. Và đặc biệt người ta là đang chúc sổ lâu mình những người mà họ vào đào các cái quốc gia đấy á, quốc gia hay là những cái đội vân vân. Thì khi mà mở phong thư ra thì người ta lại phải cái nha bào, cái bồn mà có chứa cái nha bào được bao nhiêu thì phải nát, thì nó lại xảy ra cái gì thì mình trôn nó chết rất là nhanh. Thấy chưa? Cái chuyện này là xảy ra rồi, không phải là ở Mỹ, thì nó xảy ra rất là thường xuyên. Thấy chưa? Các chị đọc báo, các chị thấy là người ta tấn công bằng ghế, bằng cái bột. Có cả cái người, và cả cái chính khách á. Chính khách mà làm chính trí á. Đó. Thế thì, hay là người ta ở cái dạng mà, người ta làm mà mang về dạng mà cuốn sách. Người ta bỏ cả cái sách, đó, các trang sách á. Giờ ra đọc thì làm sao thì phải cái bồn đấy, các chị không? Nên dùng trùng ra phải dễ dàng, người ta dùng ở cái đồ sổ như vậy. Nhưng mà không phải là người nào người ta cũng có thể là sản xuất được, các chị không? Chỉ có những người mà có học, có được đào tạo bài bản, có những nhà khoa học nói chung là như thế, đúng không? Người ta sản xuất ra và những cái thế lực mà có đồ sổ thì người ta lợi dụng, hả? Người ta mua chuộc những người như vậy để người ta làm những cái việc mà xấu thế thôi, thấy không? Thì người ta dùng cái vụ cái này rất là vụ thì sinh học, cái này là một cái vụ thì sinh học rất là hữu hiệu mà cả cái nước và phát triển người ta sợ cái chuyện này, thấy không? Sợ cái chuyện này mặc chuyện này nó xảy ra rồi, nó xảy ra trong khoảng 5 năm trở lại đây nó đang nghiêm, nhưng mà trước đây có cái thời kỳ mấy năm liền vì các cái nghị sĩ đấy là một số cái chính khách người ta nhận cái gì? Nhận các phong bì mà của những người mà không biết ai gửi cả, đặc biệt là từ lúc đông, anh nhớ không? Đây, người ta gửi để cho những cái đối thủ người ta bổn chiến bằng cái này. Đây, đang nhìn thấy, đó. Đặc biệt là trong cái cuộc mà tranh cử, người ta muốn loại cái đối thủ, đó. Các cái tranh cử động phóng đồ vân vân, người ta loại cái đối thủ thì người ta bằng cách người ta tàn phòng. Những cái phong bì những cái tặng phẩm mà còn chứa cái nha bào của vi khuẩn này, đúng chưa? Đấy. Thế thì chúc đường tiêu hóa thì nó do cái gì? Do ăn thức ăn. Ăn thức ăn thì cái gì? Cái này tôi nói là cái này là một cái bệnh của động vật. Mà nếu như mà gì? Cái động vật bị bệnh mình không kiểm dịch một cách rất là tốt. Cái gì đó? Mình không kiểm dịch tốt thì mình dùng cái thực phẩm mà có nhiễm cái vi khuẩn này đi vào trong đường tiêu hóa, nó sẽ nhân lên ở trong cái vùng trong cái ruột non này, nó gây nên những cái loét, nó gây nên cái thể người ta gọi là thể tiêu hóa enterocyt enteroc, nhưng mà thể tiêu hóa nó gây viêm ruột cấp, xuất huyết và bệnh nhân cũng chết. Thế thì bây giờ về cái lâm sàng cái thể giá thì nó biểu hiện bằng cái gì? Cái tổn thương của da, nó đây cần đây cần cảm thấy loét do cái vi khuẩn này, anh hiểu không? Nó gây thì ở tay là gì? Nó phù toàn bộ cái tay. Và nếu như cái này mình không điều trị thì vi khuẩn từ cái tổn thương này nó sẽ gì? Nó vào trong máu á, gây nhiễm trùng huyết đó. Đấy, hay là mặt ở vùng mặt thì cần toàn bộ cái vùng má bên này là phù nề do cái tổn thương loét. Hay là cái này như thế, đó, toàn bộ cái vùng má như thế, cái hạch thùng ở đây. Và nếu như mình điều trị chậm thì vi khuẩn từ đây nó đi vào trong máu, đó. Thế thì cái tỷ lệ này, cái này là cái thể nhẹ nhất và cái thể thường gặp. Và người ta thấy cái tỷ lệ tử vong của cái thể mà giá này á, nó thấp, nó khoảng 20% trường hợp. Do nhiễm khuẩn viêm, nó tiêu điểm từ da, sau đó vi khuẩn viêm gây nhiễm khuẩn viêm và nó chết thì hệ nó không. À, nhưng mà cái hệ quan trọng thì lại có nói là cái hệ là những người mà họ muốn có cái đôi xấu của loài, họ cái đối thủ của mình á, hay là người ta dùng cái vũ khí như là vũ khí sinh học
thì người ta hiện cái này thì hiện đến 90 đến 95%, anh hiểu không? Đây, thế là anh nhìn thấy là người ta chính nhau bao. Tôi nhớ là tôi phải xem thì phụ là đóng vào khoảng 5 năm 1 phải. Thì cái tổ chức là người ta sở ý là người ta tập trung một số nhà khoa học, người ta lại tạo ra những cái vi khuẩn, do đó cả chị này người ta thân sống rất là kỳ, người ta rời các cái đồ giặt tiền bao là phòng thí nghiệm này không, đã thử ra một phòng thí nghiệm rất của Saddam Hussein có thể tạo ra những cái nuôi cái gì nó không đấy, để các bạn biết được là sẽ từ là có sống được cái loài một cái đẳng nhân sinh học này không á, đấy khi nó vào bên trong cái đường quốc thì nó bảo vệ theo cái cách nhìn này tôi nói đó, theo cái đường bản sinh rồi đây là gì, đây là phía phổi rồi đây toàn trình mạc phổi và nó biểu hiện bởi cái gì, cái gì bệnh nhân tự nhiên suy hô hấp khó thở á, và tự nhiên bệnh nhân tử vong rất là nhanh trong khoảng 1 đây cái gì thấy cái ảnh này nó chụp vào ngày thứ nhất khi người ta phát hiện cái bệnh thì như thế này cùng cái bệnh nhân đấy nhưng khoảng 2 ngày sau thì nó sẽ xuất hiện như thế này rất là nhanh, nó trong thì cái mang phổi á và toàn bộ cái dịch trong phổi thì cái gì thấy khoảng 2 ngày sau thôi là biết thế này, người dân họ điều trị rất là nhanh, có bệnh nhân chết do suy hô hấp, sự biến chọn, bây giờ là đi trong trường hợp cái thể này là cái thể chết rất là nhanh, ha, nó có thể là cái tỷ lệ, do đó đơn vị người ta rất là sợ chuyện này. Và bây giờ cái chỉ biết quốc tế người ta có một cái hiệp hội, một cái hiệp hội là hiệp hội cái nhà bệnh nhiễm trùng và vi sinh vật học nói chung, người ta tổ chức một cái tổ chức năm năm người ta tổ chức hội thảo và người ta tức là cái người ta chọn cái khủng bố sinh học, nói gì không, người ta chọn khủng bố sinh học, người ta hội thảo liên tục như thế này, tất nhiên là người ta tập trung một số cái nước nào có một số cái nhà khoa học người ta tham gia vào cái này. Bây giờ người ta chẩn đoán ra làm sao, tức là người ta phát hiện khi cái này ra làm sao, bây giờ người ta đang bị buồn nhiều như tôi thấy cả gì, người ta cả gì nhận một phong bì mà có cái bột trắng nghi ngờ đó, người ta có thể làm cái gì, cái đấy cái môi trường như là tôi nói đó, nó phát hiện rất là dễ nha, họ ăn gì cả đúng không, đấy, hay là gì tôi lấy cái bệnh phẩm từ cái tổn thương da hay là từ máu do bệnh nhân bị nhiễm trùng nên lấy máu cái á, hay là các chất diệt mình chọc cái diệt từ thể mà từ cái màng phổi của bệnh nhân, hay là từ cái phế quản mình lấy mình thấy trên trên cái môi trường như là thẩm máu sau đó nó ú thì các người tả về hai mươi tiếng sau nó phát hiện đấy á, nhân mình làm phong phú lên đấy, nếu như mình muốn có một đường rất là lớn vi khuẩn thì mình cày nó bao trong 5 đến 10 đi môi trường á, nó lại dễ dàng, sau đó mình làm phong phú thì cũng khó khăn lắm, cái vi khuẩn này nó cũng khó mỏng lắm đấy, nhưng mà cái thời gian mà nuôi cày đề từ khi mà cày ở bệnh phòng cho đến khi mà nó khoảng mất 24 đến 36 tiếng là mình có thể xác định được, đặc biệt là mình chẩn đoán cho bệnh nhân, anh nhớ từ khoảng 24 tiếng thì mình có thể biết được là cái vi khuẩn này là vi khuẩn nam hay không, anh người ta xác định. Còn thế nhưng mà người ta có thể lấy bệnh phẩm, đây những chất bột trắng hay là người ta lấy bệnh phẩm từ tổn thương của bệnh nhân vân vân, người ta dùng cái kỹ thuật này, người ta xác định cái gen độc tố, cái vùng gen LPO này, LPE này, thì nếu mà trong cái màu nghiệm đấy nó có
cái vi khuẩn đó nó có cái gen này, đó là gì? Đó là vi khuẩn đó, vi khuẩn nam, em hiểu. Cái này thì cần sau 4 đến 6 tiếng đồng hồ, nó sẽ cho mình kết quả ngay tức thì. Do đó thì đây là một phương pháp mà không nên sáu tiếng rất là nhanh, hay là phương pháp mình kháng nguyên, mình lấy cái mẫu tổ chức, mẫu tổ chức mà bạn đã bị bầm, rồi mình dùng cái kỹ thuật miễn dịch, mình phát hiện cái kháng nguyên, tức là có cái vi khuẩn ở trong cái tổ chức này, hay là cái này thì mình chuyển hóa mô ở chỗ cái thể phần, tức là cái mình giải mô giải một phần đấy, á. Người ta lấy cái bông xì, người ta chọc cái mẫu tổn thương, người ta bỏ cái lam kính, sau đó người ta bỏ cái cảm thấy liên quan vào, đã hiểu không? Rồi người ta chuồng cái mẫu khô đó, nếu như mai gì, trong đó nó có cái khoản thì nó sẽ phá kính, bình quản, kháng thể, nó sẽ gắn với cái kháng nguyên cái khoản và nó sẽ cho mau liên quan. Mình có thể phát hiện được cái phương pháp đó, nó gọi là phương pháp bỏ mổ, hiểu không? Rất là hiểu nha. Bây giờ phòng bệnh thì tất cả những cái này thì tất nhiên mình nói thì biết tất cả các động vật và vi bằng thế nên phải phát hiện và bên phải tiêu diệt cái động vật này, không được sử dụng làm thực phẩm, anh hiểu không? Rõ ràng như thế. Cái động vật đặc biệt là bên đây mình theo biết là nuôi một cách rất là nhỏ lẻ, nhưng mà một số nước mà phát triển thì nó nuôi theo cái gì, nuôi theo cái bầy đàn, nuôi theo trong tài, nhiều khi là bị dịch như thế, các nhớ thì người ta phải tiêu hủy và đặc biệt người ta trốn rất là sâu, tại vì nếu như mà người ta nóng thì vi khuẩn này nhỏ của mình nó sẽ bóng lên, nó sẽ phản tán cái nha vào, các nhớ sau khoảng thời gian là nó phân hủy xong một cái thì cái nha vào của vi khuẩn nó trong cả cái sạc của động vật ấy nó không bị chết mà nó kèm theo bụi đất, nó phản tán rất là xa. Rồi người ta tẩy uế khử khuẩn, đặc biệt là động vật của người ta đổ thông thường là đổ tầm cái cơ sở mà khử cái nha bao nó đổ. Rồi khi mà tiếp xúc với động vật thì người mà làm cũng chăn nuôi là không vâng để mà tránh cái nhiễm trùng cho cái vi khuẩn này thì người ta làm cái gì, người ta sử dụng như là pháp sư thì người ta phải băng găng hay là người ta phải mang mát trong quá trình mà người ta nó làm việc đối với cái động vật trong cái trại chăn nuôi, trại chăn nuôi thì bò sữa vân vân, người ta làm không mát đồ vân vân thì tất cả những điều người ta dùng vaccine cho những người làm việc tiếp xúc với cái động vật hay là quân đội để khi mà người ta nghi ngờ, khi mà đặc biệt trong quân đội đương nhiên là các cái thứ mà nó phát tiền thì quân đội lì vân vân. Rồi dùng điều trị thì người ta dùng các cái kháng sinh, nó tác dụng đi với đấy là cái vi khuẩn gram dương, do đó các cái thuốc kháng sinh ví dụ như là penicillin, tức là ức chế cái gốc tế bào đấy, đúng không? Thì nó rất là hiệu quả. Đó là penicillin và cephalosporin, bởi vì hai cái nhóm mà nó tác dụng ức chế cái gốc tế bào, các cái đồ đi căng rất là hiệu quả. Hay là chúng ta dùng trong CCT, tức là một cái kháng sinh trong một dòng TVCT. Có nào qua một cái vi khuẩn khác, tức là một cái vi khuẩn Listeria monosaccharide. Cái vi khuẩn này là khác với cái vi khuẩn trước. Cái đồ là nó cũng tinh khuẩn, nó cũng gram dương, nó hiếu khí. Và đặc biệt nó khác với cái vi khuẩn kia là nó không sinh nha vào. Cái vi khuẩn này nó cũng có rung đất, nó có rung đất cái gì, do đó nó thường nó gây nhiễm trùng động vật, các cái động vật nó có sâu bò ngựa chuồng dê và đặc biệt là cả gì, đây là cả nhiều châu Âu, là đây là một cái nguồn mà gì đấy rất là nhiều nhiễm trùng, đây là một nguồn mà thu nhập kinh tế chính của họ, anh nhớ được qua cả nhiều châu cả gì đi trên một cái đi lên đường các bạn chỉ thấy cái dài như là dài sông băng, các bạn chỉ thấy những cái đồ như cái đó thảm thông thảm như thế đó, này tôi chủ yếu là sao lấy túi đồng bạc để nó làm gì để tìm, rồi lấy túi để lóc,
rồi người ta lại nhìn về gì xưa người ta làm khúc mắt đó. Đây là một cái bệnh mà rất là hay gặp, và đặc biệt cái nhiễm trùng ở động vật đó, thì là không có điều gì, rất là nhiều cái động vật không có điều gì đó. Anh chị ở bên đây kia, ở Việt Nam bên đây kia, cái ngành mà chăm nuôi á, chăm nó thúi nó phải lên nò ở cái bệnh viện mà khi có làm cái cuộc sinh ở gì đấy, có làm có còn cái năm có làm ở có để có phải làm trong cái bệnh viện của động vật, anh chị có phải làm trong cái bệnh viện của động vật một cái animal university, nó còn có với cả cái đại học của mình xa lắm á, với một cái campus như thế, trong đó nó có cái sau này tôi có nghe những cái đồng nghiệp của bạn bây giờ người ta xây một bệnh viện để mấy lần, và lúc đó tôi qua thì người ta phải làm cái dự án thôi nhé, nó được xây sau này thôi, nhưng mà như thế nó có phòng thí nghiệm nó còn hiện đại hơn xa lắm các chị, nó có cả sequencing rồi chúng ta phải tức là giải sự gen như thế, và ngay cả cái đại học họ cái tương tư là họ đi lấy mẫu từ đâu này, từ ngừa này, vân vân, từ bò sữa vân vân, họ để nó làm gì? Đó là cái đó là những cái nhân sản xuất mà chủ yếu là họ, do đó họ nghiên cứu rất là mạnh về cái chuyện đấy. Tôi thấy ở Việt Nam thì cả đài những cái trường mà về cái gì đấy thì mình làm gì cả, đúng không? Mình làm gì cả, lúc đầu họ làm còn hơn là con người nữa, anh nhớ. Đây, tôi vì một số kia nó chút tiền tôi phải đến, tôi làm nhục xin việc làm, tôi phải đến tôi nhờ cái phòng thí nghiệm đấy, bên chỗ đấy cái đào mà đào về thú y đấy, vì người ta có cái người ta cũng đến về cái virus của động vật, đấy là cái virus của động vật, tôi làm cái virus, chúng ta làm chuyện đấy, tôi qua. Tôi nói như thế thôi, nó rất là phát triển, không phải là giống mình đâu, hiểu không? Cái việc còn đây thì đặc biệt là nhiều cái động vật nó không có triệu chứng, và đặc biệt là khi mà người ta lại sửa đó, cái động vật ví dụ như bò hay là cừu hay là dê, bao giờ người ta cũng qua một công đoạn, người ta gọi là gì, người ta gọi là tiến trùng bằng chứng bằng pasteurization, thì tiến trùng bằng chứng bằng pasteur người ta làm sao không hả? Làm sao? 70 đô. Người ta đem sửa. Người ta bỏ con cái bình đó, nó nghe có con này, cái hệ thống máy. Mà nổ lên thôi. Người ta đang cái hồ gia đình vậy. Người ta đưa đun nóng sửa lên khoảng nhiệt độ khoảng 55 đến 60 độ C. Người ta duy trì như vậy trong 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Không được đúng không? Cảm ơn. Tại vì sao vậy? Nó biến thành protein sửa đi, nó bắt cái gì không, nó bắt cái chất từ gì nó sửa và protein mà nó sửa nó khoảng 70 độ C là nó là gì rồi, cái casein đấy, cái là thằng nó không biết cái nhiệt độ dưới cái nhiệt độ đấy, nhưng mà cái kiểu da cái gì đó, anh chị không, cái phương pháp đó người ta gọi là phương pháp pasteurization, cái này cái thời kỳ ông Pasteur ông là dùng cái phương pháp này để ông tiệt trùng đồ nho và cái tiệt trùng rửa trong chăn nuôi của Pháp đó. Cái chuyện này thì bây giờ phương pháp này người ta gọi là phương pháp Pasteur, và đặc biệt các chị lưu ý cho tôi là cái vi khuẩn này nó phát triển ở một cái khoảng nhiệt độ rất là rộng, từ 1 đến 50 độ C là phát triển được, do đó khi mà thịt người ta bỏ công cụ lạnh á, nó bị nhiễm, bỏ công cụ lạnh thì vi khuẩn nó là phát triển. Anh chị không? Đây, lúc tụng đặt sử dụng là tụng đặt bằng cái ngăn bằng lần thì các chị, cái ngăn bằng, ngăn bằng mạng thì các chị đề bao nhiêu đồ, anh chị biết không? 15. Bao nhiêu đồ? Chủ quyền cũng nhìn ra bên cái nhiệt độ bao nhiêu đồ được? 20. Đấy. 20. 5. Bao nhiêu đồ? 20. 5. Đó đâu? Không ngừng người ta đặt được nhiệt độ 4 độ C. Cái ngăn bằng. Anh hiểu không? Thấy cái đó xem. Hoặc là nhiệt độ có thể là 6 độ C được, nhưng mà bao giờ cũng phải 10 độ. Không phải 10 độ. Cả gì phải bảo quản được. Còn nhiệt độ mà cao hơn 15 độ C là không thể làm được đâu. Không phải cũng đặt rồi.
cái ngăn mát phía các chị bao giờ cũng phải đặt ở nhiệt độ bóng cơ độ cho 20 độ cái đó là một độ C. Còn cái ngăn đông thì khác, các chị thấy không? Và đặc biệt cái nhiệt độ một độ C là cái nhiệt độ không mát đấy, không lạnh đấy. Các chị về xem sự đó là cái đó bỏ cái con này, các chị thấy không? Thì gì? Cái vi khuẩn phát triển lương cái đó thì gì nó gây ngộ độc nhiều khi bình thường mà mình bỏ cái thùng lạnh như thế thì nó không phát triển đâu. Phải cái vi khuẩn nó phát triển được trong cái nhiệt độ như thế là phải chú ý thôi. Cái nhiệt độ do cái gì? Do ăn thịt thì động vật bị nhiệt á, bị nhiệt. Và đặc biệt những cái bà mẹ mang thai, phụ nữ mang thai mà mình nhiệt trùng trong cái thời kỳ mang thai thì nó gây nên đứa bé nó bị nhiệt do cái khuẩn nó qua được trong thai và nó gây nên cái gì? Nó gây nên nhiễm khuẩn huyết nó qua được trong thai và nó gây nên cái gì? Gây nên sảy thai cho trẻ em. Đây là cái bệnh mà người ta sợ nhất là phụ nữ và đặc biệt phụ nữ phương Tây. Thai do ngộ độc, do bệnh listeria này. Cái bệnh này rất là thay độc từ các phụ nữ mang mẫu thời. Vì người ta nhiều sử dụng thực phẩm từ động vật, cừu, dê, gừa, bò vân vân, đặc biệt dưa, rồi các cái sản phẩm ví dụ như là phô mai. Phô mai thì Việt Nam cả gì bỏ ăn được không? Người ta ăn nhập kèo của mình hàng ngày, anh nhớ không? Thì cái ông mong đi du lịch để Việt Nam chúng ta có bởi những cái họ phô mai như thế này. Đây, anh chị dùng trong cái cảm nghĩ của họ, anh chị tìm hiểu. Các thịt vàng có đẹp một cháu tôi, nhưng mà tôi thua ăn quen rồi, nhưng mà những người mà phải quê không chịu được, anh chị không? Không ăn thì rất là ngon. Ý quay, ý gì đâu quay cho mình. Thì ngay cả không ăn thì là một kỳ, nhưng mà không ăn. Ở đây thì rất là nhiều cái thực phẩm, cái gì? Không ăn, đây là không ăn. Rồi thực phẩm, không ăn thì người ta ăn thực điểm thôi, người ta không cần nấu gì hết rồi. Đó, đúng rồi, không ăn thực điểm, người ta bỏ vào. Thì ông về đang đây. Thế vi khuẩn này bây giờ, đây là cái bẩm sinh. Cái bẩm sinh là bệnh nhân là ăn thực phẩm thì nhiễm vi khuẩn. Nó vào trong dạ dày, nó vượt qua cái gì? Vượt qua cái rào cản niêm mạc dạ dày. Nó để nó nhân lên ở trong tế bào niêm mạc biểu mô của cái ruột. Và từ đây nó theo các cái macrofa. Các cái macrofa vì sao? Vì cái vi khuẩn này nó không chết bởi các mùi của nó đi vào nó ngồi vào nó có cái protein này đây là một vi khuẩn ngồi vào nó nằm trong tế bào nó cũng bị giết bởi cái tế bào nó diễn ra cái vi khuẩn này và nó nằm trong tế bào thì trong tế bào sau nó lại không bị tác dụng của kháng thể do đó tính chất như thế này nó làm cho vi khuẩn nó xin lỗi là cái vi khuẩn nó phản tán đến những cơ quan khác của cơ thể, anh hiểu không? Đặc biệt là nó qua gan, rồi từ gan nó phản tán đi các chỗ khác qua máu, nó gây nhiều khuẩn huyết. Do đó là những người bị listeria, thông thường là có cái tẩy máu là họ có cái vi khuẩn ở trong máu, anh hiểu không? Vi khuẩn trong máu. Rồi nó qua nhau thai là gây nhiễm trùng cho bé và cái tỷ lệ nó đưa đến một hậu quả là gì? Abortion tức là nó sảy thai. Những bà mẹ mang thai là bị nhiễm trùng. Rồi đặc biệt là những người già, những người mà suy miễn dịch, người già những người suy miễn dịch về cái vi khuẩn này. Tôi hỏi các chị là cái miễn dịch chi nó đóng vai trò trong một quá trình mà nó loại bỏ cái vi khuẩn này à? Tế bào. Miễn dịch gì? Tế bào. Miễn dịch gì à? Tế bào. Miễn dịch tế bào. Nó đi sao? Nội bào. Vi khuẩn nó nối. Nội bào. Vi khuẩn nó nằm trong tế bào thì tế bào gì nó diệt chết. Tế bào nó diệt tế độc. Nó mới diệt chết một cách trung hòa được. Đúng không? Thế còn các cái kháng thể nó vô đi miễn dịch nó có trung hòa được không? Nó không trung hòa được thì vi khuẩn thế. Tôi đã nói đây là gì đâu, vi khuẩn nó nằm ở trong nội bào do đó cái kháng thể mà trong máu thì nó không bắt hoàn được vi khuẩn
mà nó phải qua không gian của gì? Đó là những người mà suy bệnh dịch. Và đặc biệt những người suy bệnh dịch của cháu, không gian của cháu á, những cái gì? Phải đúng từ, những cái bệnh bạch cầu, đúng không? Cái dạng bạch cầu, hay là những người bị HIV, vân vân. Thì họ bị nhiễm trùng, thì họ gây nhiễm trùng toàn thân. Và đặc biệt là cái viêm phổi nào rất là hay gặp ở những nơi bị HIV. Và bệnh nhân chết. Đây, các anh nhìn thấy là cái người già, elderly person, tức là cái người già, có viêm phổi nào mà chết. Vì thế, cái người già là cái gì? Người già thì cái đạo của bệnh nhân tế bào nó giảm thấp, rất là dễ bị nhiễm trùng lắm, và bỏ vào bệnh nhân. Bây giờ chẩn đoán thì chúng ta xác lập với tất cả cái đen, cái môi trường như thế này, cái máu, cái dịch nào tươi, cái gì thế không? Rồi các cái dịch cơ thể khác. Đây, máu dịch nào thì đen, cái dịch đen này. Rồi sau đó mình dâng cho nhiều bao cái gì? Nhiều bao cái nguồn. Rồi nhiều bao cái gì hóa, cái này là cũng thân rồi. Để trong phòng nghiệm nữa thì cả gì cũng làm một cách người ta làm rất là đẹp. Hai ba, nhiều khi hai ba chục cái bé cũng thế, người ta xác định. Rồi người ta làm những chuyện thân đó. Phòng bệnh bằng cách là vệ sinh thực phẩm. Đầu tiên thì cái tiệm trung sữa và phải thì hiện nay ở Việt Nam ngang qua tôi phải đọc một cái bài báo của cái Bộ Y tế và cái Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm. Đây là một cái bệnh nạn hiện nay của Việt Nam. Đấy chứ? Tất cả các thực phẩm mà chúng mình làm, chúng mình làm cũng đồng hồ. Đây, mình cũng kiểm soát được. Cái nguồn thực phẩm mà cả cái tiêu thụ hôm nay mình không kiểm soát được. Hả? Nhưng mà ngay cả cái mình cũng kiểm định được. Chắc là những cái chuyện này, thứ nhất là Việt Nam thì những cái cả mà bệnh tiêu chảy, thứ nhất là do cái tà, do sinh hàn, vân vân, do cái nhiễm trùng cho bệnh tật sinh nha, vân vân. Thì mình phổ biến hơn những cái này. Hả? Vì cái ngành chăm nuôi của mình là nó phát triển, nó không nhưng mà hiện các người giống như là cái chúng ta, nhưng mà cái vấn đề là sinh vật thực phẩm để đưa ra cho người dùng á, cho Việt Nam nên cho họ cái lần thứ tư là nhiều, mình quy cho họ là gì đấy, là đó là những cái độc coi như cao, nhưng mà hàng ngày cả gì ông cả cái quả chất mà gì đấy để người ta kiểm côn trùng với người ta dùng để người ta đầu tư sâu. Đấy nhớ, hay là những hóa chất người ta dùng cái bảo quản thực phẩm của mình cũng làm được đâu. Đó, mình làm được, mình kiểm định được, mình chưa kiểm định một cách đồng hồ. Do đó có tỷ lệ ung thư thì nhiều khi nó rất là cao. Để mình xác định được những nguyên nhân gì cả. Đó, chứ kể là những trường hợp mà nhìn đọc thức ăn là cả gì vậy, thì do cái tờ báo thì hôm nay người ta đưa vào trong cả cái nhà trẻ của, để cho trẻ em nào cũng như thế. Nó là nguy hiểm, tìm của nó là như đấy, nó là vì cảm ơn tôi. Cho nên mình cái đấy thì đáng đúng đấy. Thế nhưng sau này mình phải cái thể cả gì nữa chứ. Nó phải làm một cách xin lỗi các bạn, nó là một hồ. Nó phải dùng vào cái giai đoạn phát triển của những thể xã hội đương nhiên. Nhưng mà mình phải chú trọng về để đưa được một cách nhận phát triển một cách bền vững, đúng không? Đấy, nhưng mà hiện nay thì người ta chưa biết, người ta không, người ta chỉ nghĩ rằng chỉ chuyển gì thôi. Tao có thể nói. Cả đây thì những cái phong bệnh, rồi vẫn có tất cả những cái chuyện này mình phải làm một cách để phòng tệ, chúng có một cái đời sống rất là an toàn. Trong cơ thì hiện nay thì nhiều khi người ta làm những cái mẹ phút nhé. Có cái nhỏ vi khuẩn, và thứ hai đó là các cái nhóm chlamydia là gây nhiễm trùng ở người. Các cái chlamydia các chị đọc cái trong cái từ mà về vi sinh vật đó thì các chị thấy là em học rồi mà Staphylococcus.
cốc xì, cốc hút. Sao mới là cốc xì? Hả? Tức là tù á, tù. Là gì? Staphylococcus. Cookies, ok. Cookies. Sợ ít. Cái gì không? Trong cái tiếng Latin, người ta làm tên theo cái tiếng Latin. Nếu như là chữ ai, của chữ Y hay là chữ ai, ớt là thành phố thì đây là số nhiều. Cái gì không? Chữ ớt sợ. Và cũng có S này số ít. Đây. Chắc là khi mà nó bị hiểu động, chúng ta gọi là như đấy. Tại vì chúng ta không được tại sao đâu, chúng ta đi bị giống nào đấy, tức là số ít, đó, số ít. Hoặc là, nó cũng tương tự như thế, con số các bác nhìn thì A, có nghĩa là số nhiều, đó, và cái chữ gì? Chữ ung là số ít, thấy gì không? Đây, cho đó khi mà, bây giờ, khi mà tôi nói về các cái ngôn ngữ gia thì tôi có nghĩa là gì? Là đây là kể cả cái sinh vật mà ngôn ngữ gia đã nhớ không? Rồi cái số ít của cái này là gì? Là ung, đã nhớ không? Là khi mà tôi nói về cái giống mà ngôn ngữ gia nó nằm trong cái giống ngôn ngữ gia là cái loài đó là cái phân răng đấy. Đây là Clonidia tetani. Thì đây là cái giống của là Clonidia và cái loài là Theta tetani. Đúng không? Đây, chúng ta làm tên theo các cụ thể. Đó là một số cụ đường các cụ quen. Cái điều kiện là khi nào thì người ta kêu Y mà khi nào thì kêu kêu U cả, đúng không? Đây, kiểu này chúng ta làm cái là tên gì như thế. Cái gì trong cả cái Clonidia cái bản thân không có cái gì? Không có cái loài Clonidia tên là gì? Cái tiêu bản này là cái bản thân bán mọi người. Cái bản thân bán. Tức biệt. Rồi đây cái nhóm thứ hai. Rất nhiều cái thần viên, nhiều cái loài. Ở đây cái bản thân thứ tư. Ngoài thứ ở người. Một cái nhóm thứ ba, cái này thì sẽ gặp vào cái này cho công nghiệp. Và cái này loài cái quần này nó cũng hay dùng và trong trong cái đồng hồ cái quần này nó hay dùng để điều trị các bệnh về kinh đó, ví dụ như bệnh Parkinson rồi vân vân, dùng cái đồng hồ cái quần này, cái vi quần này nó gây được hồ đạo thức ăn và một cái loài cái quần đang sử dụng chuyện này nó đi xin thì là đây đây cái bệnh viêm ruột tiêu chảy của trẻ em nó cũng rất là hay gặp đó. Hay gặp do những cái đứa trẻ nó bị suy nhược, nó lại bị nó sử dụng các cái kháng sinh phổ rộng như Azithromycin vân vân, nó kiểu dài hay là ông chỉ suy kiểu dài thì nhiều khi nó cái vi khuẩn này nó đề kháng nó phát triển và ở đây đây dùng vào những đứa trẻ cũng thế. Tôi sẽ tập trung vào hai ở đây, cả chị về cả chị đọc là rất là nhiều về cái vi khuẩn này. Tôi nói về cái vật hai cái nhóm đầu tiên thôi. Đó. Cái nhóm này nó có một cái đặc điểm chung về cái hình thái cùng với cái phát triển. Do đó tôi lấy cái vật đầu tiên này nó cũng hòa về cái hình thái và cái tính chất phát triển của nó. Còn về cái tính chất cái bản thân tôi nói cái vi khuẩn này nó là lớn, cái gì hình khoe nó khá lớn. Đó, so với những vi khuẩn khác thì các chị thấy ở đây nó rất là lớn ở đây, nó có nhiều cái vi khuẩn từ 80 micromet và đặc biệt cái cả chị dùng dao thì những cái vi khuẩn trẻ tức là phải phát hiện đó thì nguyên tương nó rất là phong phú, do đó nó bắt màu rất là nó bắt màu cao, nhưng mà nếu như mà gì nếu như mình nuôi cái mà già đi á thì cái nguyên tương là nghèo lại, do đó nó bắt màu nó không rõ, nó bắt màu là những cái cá chỉ dù mình trở thành rau bắp hết, cá chỉ dù cá chỉ trở thành một cái màu hồng, nhưng mà không phải là nó bắt màu ra đi, và đặc biệt cái vi khuẩn này là sinh nha bào,
đây là một cái loài vi khuẩn ở trong đất, nó có hàng trăm loài trong đấy, nhưng mà thì chỉ có một vài loài trong cái ảnh nó kề là cái bệnh của người mà thôi. Cái còn ở trong đất nó bùi, nó có khắp nơi á, cái lão con ngã gì nó xuất phở thì bị chỗ nam nó bùi gió chiều thì nó phạm vào khắp nơi. Và đặc biệt cái nhóm vi khuẩn này thì cái chỗ nam nó nuôi cái những cái chỗ nào mà có nhiều cái động vật mà cắn cỏ đấy, cái chỗ mà nhiều nuôi rau bò hay vân vân cũng nông thôn thì rất là giàu về những vật này. Vì sao vậy? Là gì? Những vật này cũng rất đó, những động vật này thì là gì? Nó ăn cỏ, cái đó nó trung vì dây dây của nó trung rất là nhiều cái vi khuẩn đó. Và đặc biệt cái da màu thì sao? Nó cũng diệt chết, nó cũng bị diệt chết khi nó qua cái
thì oxy của nó qua nó là cái nước này này, đúng không? Nó sẽ nhiệt độ cao, nó sẽ tinh khí, nó sẽ quặn lại, đúng không? Đây, sau khi nó quặn lại thì đây rồi, còn cái đường dưới trong đây. Sau đó thì gì? Sau khi nó đuổi như thế này rồi, đừng để cho nó sôi. Đó, cả chị bỏ như thế này 3, 3 đến 3 phút. Sau đó cả chị phủ lên trên đây một cái lớp dầu. Nắng nắng càng đuổi sợ. Dầu khoáng, dầu vật á, dầu... dạng dinh dưỡng á thì rất là dễ diễn biến về các yếu tố
và đặc biệt cái dạng dạng da bào thì sao nó rất đề kháng. Do đó cái điều này thì các chị lưu ý sau này khi mà trong thực hành trong y khoa của mình sử dụng các cái dụng cụ các cái phương tiện giúp bệnh nhân thì mình phải tiệm tuần rất là kỹ. Và do đó tầm soát cũng mổ các cái dụng cụ cái phương tiện thì phải gì về tiệm trùng để đảm bảo không đưa bệnh nhân tiệm trùng lên hốc ở nhiệt độ 121 độ C thời gian tầm soát tối thiểu là 30 phút. Tổng số người ta phải dài ra thế nhưng mà bệnh thấp thì người cũng bệnh thì người kia mình phải kéo dài cái thời gian đấy ra thấy chưa đấy, hoặc là mình ngâm trong cả cái dung dịch mà khử khuẩn nồng độ cao của rất là lâu và đặc biệt là mình xử lý các chất thải và khi nhiễm trùng cho cái khuẩn này thì mình phải khử khuẩn rất là cũng rất là kỳ. Cái vi khuẩn đây thì nó có cái kháng nguyên này rất quan trọng, đặc biệt là nó có cái kháng nguyên độc tố. Cái vi khuẩn này là cái là bằng cách nó sản xuất ra một cái độc tố đó là cái protein và trong cái quy trình mà sản xuất vaccine ấy, người ta nuôi thấy cái vi khuẩn này là nó không thể nhiễm. Rồi người ta để người ta cho vi khuẩn trong sản xuất ra cái protein độc tố này, người ta điều chỉnh môi trường sau đó thì người ta kết tổ, rồi người ta đem để ta xử lý cái protein đó bằng cái gì, dung dịch để chứa protein đó bằng cái phóng protein, hoặc là bằng người ta cho trong dung dịch độ cao, đó 40 độ vân vân 45 độ, người ta kéo dài cái thời gian ra, thì nó trở thành một thế. Cái chế phẩm này nó trở thành một cái chế phẩm người ta gọi là giảm độc, nó không có chất độc nữa. Cái chế phẩm đó người ta gọi là anatoxin. Thì ana tức là giải độc tố, toxin là độc tố và ana tức là nó làm mất đi, anh hiểu không? Và cái này thì người ta dùng là toxin. Những cái toxin mà đã chịu dùng để nó không bệnh bùng phát bây giờ người ta điều trị bằng cách này. Cái này nó là cái nghiệp này thôi, có một cái ấn, ấn làm to rồi, ấn làm từ lâu rồi. Cái này nó chưa bỏ lâu rồi, bây giờ đây ấn nó cũng 5-4-2 rồi. Rồi ấn học từ đầu có hoa, bây giờ là có hoa, bây giờ có 5-5 tuổi rồi, đấy, có hoa. Ấn là sau này nó làm một kìa, một bác sĩ, sau này nó về nó làm bác sĩ cái gì mà anh đã làm bác sĩ nghiên cứu trong một cái viện điều trị vaccine, điều trị vaccine ở Nha Trang, sau đó kia đến đây là anh đã về cách đây 15 năm anh lên, lần anh về là thấy ơi cái lúc bệnh già của thầy bệnh sử nó lại thôi, rồi sử nó sao, rồi thầy mới nói là cái vi khuẩn này đâu, vi khuẩn nó không nhưng về vi khuẩn gram dương, còn cái anh bảo nó sửa sắp lại á. Thế thì nếu vì sao vậy? Anh đã nói đi em, khi mà em luộc cái vi khuẩn này á, phủ này đi, em phủ này nó ra không, em thấy ra không chứ, hiểu tôi lên như thế. Cái thầy dạy đây, anh thấy không? Đấy, tôi nói đi. Bởi vì anh này nó sắp cái vaccine cho đó, để khi mà nó dài như cái đá, để nó sắp chúng ta về đồng bộ, anh thấy không? Cho đó nó kiểu dài, nó không muốn chạy như thế được. Hai ba ngày sau anh đang ra kiểm tra cho bảo là tôi nói là nếu như cái da nó mất năm gram thì tôi nói là cái này tôi kiểm tra thế không phải là anh gì đâu, anh bảo có sự sắt, tôi nói đi sắt khô thế giới này người ta cũng kiểu là làm dư luôn từ 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 không làm sao có sự được đâu. Bây giờ tôi nói về cái chất cái loại vi khuẩn này, cái gì đây, cái vi khuẩn này rồi cái bệnh bằng cách mà sản xuất ra độc tố và nó có hai loại độc tố, một cái loại độc tố người ta gọi là tetraflonisin, cái độc tố này là làm tan máu, cái tính chất tan máu mình có thể quan sát được khi mình cấy vi khuẩn ở trên môi trường mà còn nhiều máu thì nó sẽ các anh chị thấy xung quanh để cái chỗ mà vi khuẩn bọc nó có cái vùng mà tan máu như thế này, cái hồng cầu nó bị tan đi, cái bệnh viện trên là cái vi khuẩn này nó sản xuất tan máu và vi khuẩn cái bệnh
Nhưng mà cái đồng tụ này nó cũng quan trọng trong những cái bài. Anh biết không? Đó là cái đồng tụ này này. Đồng tụ này là cái đồng tụ của cái chết người. Cái gì? Cái đó đặt tên là gì? Đặt tên là đồ tập gì? Tức là cái yếu tố mà cái con cơ. Đây, cái bản chất hóa của nó là protein thôi. Nhưng mà nó cái con cơ cho đó thì người ta nó đặt tên như thế. Đó, cái cấu trúc của nó là như thế này. Đặc biệt là cái độc tố này nó có cái tác dụng theo kiểu AB, các chị AB. Đó, đây là phân tử protein, ở đây là cái chuỗi lambda và vân vân. Đó, cái chuỗi này cái chuỗi beta rồi, ở đây các chị cũng cần các chị cũng biết ra nó độc tố này là một cấu trúc protein. Đó, và nó có tác dụng theo kiểu AB. Khi nó vào bên trong thì tế bào thần kinh á, nó hấp thụ theo máu, nó từ cái vết thương, nó theo cái đường dây thần kinh, cái gì, nó đi ngược theo đường dây thần kinh, nó để cả cái nó để nó tác dụng là cái tổng vận động của thần kinh cơ ở mức ngoài vi, cái tế bào thần kinh ngoài vi, đặc biệt ở các cái tổng vận động của thần kinh cơ và nó gây nên những cái triệu chứng có thắt, đó, có thắt cơ. Thế thì các chị thấy nó đi theo cái đường trục trục trục, đó, cái phần A, là phần B, nó cộng với cái receptor của tế bào, cái phần A là đi vào trong cái xương và nó đi theo trục trục trục, cái protein là nó đi theo trục trục từ dưới, nó đi theo trục trục như thế này, và sau khi mà đi trục trục thì nó vượt qua cái tiền sinh áp, cái này là cái bộ tế bào trước, đã chưa? Đây là một tế bào, tế bào sau, đó là cái này nó gọi là tiền sinh áp, cái này là cái hậu sinh áp, cái này các chị học trong cái sinh lý của thần kinh rồi, tôi cũng nhắc lại thôi. Thế thì các chị thấy bình thường, đó là bình thường được, tôi nói cái các chị thấy cái tiền sinh áp để mà nó dẫn lên những cái tỷ hiệu thần kinh á. Thì ở đây nó có những cái túi nó chứa các cái gì? Chứa các cái chất nó không gian của họ, đúng không? Sau khi mà có cái vận chuyển có thể như kinh tế thì các cái túi này nó phóng tích các cái chất không gian của họ này từ cái túi nhân sinh áp nó đến đây gắn với các cái receptor của nó trên hầu sinh áp này nó dẫn truyền thần kinh, đúng không? Đây, sau khi mà nó tác dụng để dẫn truyền thần kinh xong rồi thì sao? Thì chất của họ phải đi đâu? Nó sẽ được phá hủy bởi cái gì? Bởi cái chất này, cái chất mà có những tâm giác này nó được biến ra bởi cái hậu sinh áp đó, để nó bắt quản những cái này, đúng không? Bây giờ cái đọc bộ nguồn ván đó là bình thường nhé. Bây giờ đọc bộ nguồn ván vào các gì thấy nó tác dụng bằng cách nó như đấy, nó làm gì? Người ta phải ở đây, người ta phải cái gì đây, người ta phải là nó ngăn cả, nó không cho cái chất này là một phút ra. À, cái nó bài cái bảng ở đây nó ngăn cả cái chỗ này, cái chất này là máu không cho phóng thích cái chất này ra, các chị hiểu không? Đó là gì? Do đó các cái chất này bị phá hủy không? Không bị phá hủy, các chị hiểu không? Không bị phá hủy, do đó nó luôn luôn được kích thích, nó nằm trong cái trạng thái kích thích thần kinh cơ, các chị hiểu không? Do đó nó gây nó có thắt cơ liên tục đó. Đây, cái điều này là giả thiết là cái tính chất mà tạo thành sinh học của cái độc tố này. Cái đây là cái đây là cái mà nó ngắn cả được là cái dẫn tớ không? Cái này nó về đây tức là cái tên nó sản xuất này là gì? Cái này gọi là chặn lại, nó không cho sản xuất ra cái chất ức chế, đúng không? Đúng rồi, nó ngăn cản này, nó ngăn cản cái đầu hồng sinh áp. Nó cũng cho giải phóng ra cái chất để mà nó làm phá hủy cái này, đúng không? Và nó tiếp tục là này, cái trung gian hóa học là cái đầu sinh áp này cho đầu nó không luôn hoạt động. Thì cơ thể tác dụng là như thế. Đây, cái vi khuẩn này nó vào theo con đường nào? Nó vào theo con đường người ta đưa vào. Do gì? Do khai thác lâu đầu, do bỏ khí,
hay là như thế này, nó đòi do sử dụng các cái dụng cụ bị nhiễm khuẩn trong y tế. Và trong y tế thì nếu như mà cả gì sử dụng các cái dụng cụ mà nó không vô trùng thì gây nên cái bệnh này, người ta gọi là cái bệnh buồn bã do thầy thuốc, hay là người ta gọi là tên là nó sự giam cho gen, tức là bệnh mà do thầy thuốc gây ra. Thế thì lúc này sống hàng ngày thì người ta bị như thế này, hay gì đó, người ta đập lên, hay đập cái bằng gai, hay đập cái bằng cái loài trong đất, trong đất cảm tức là bất tân khi mà cảm gì tội bằng chân cơ. Thế là như thế này, hay là bị tai nạn do cái gì, do giao thông, rồi tai nạn do cái lao động vân vân, nó bị như thế này chậm gì nhập trùng do cái vật tư ngoài vào, và đặc biệt cái vết thương mà có nhiều dị vật. Đây, rồi dòng ngã. Tại sao tôi nhận bằng cái từ mà cái gì mà ở đây đất đất cá, rồi lá cây, rồi vân vân. Lúc tự nhiên thì chúng ai biết thì biết người ta tẻ, người ta ghi gì để người ta tẻ, hay là người ta cho tai nạn bất bất cái gì mà nó làm cái gì, nó đặt dùng những cái này, thấy chưa? Nó làm cái gì? Nó sẽ thử cái oxy tại cái tổ chức đấy, nó làm cho cái nồng độ oxy tại mô để sao thấp nhất, thấy chưa? Chúng ta là sau này cần đi đọc một số cái tài liệu, người ta bảo là cái chỉ số đấy đó của mô đấy nó sẽ giảm thấp. Và như vậy nếu như mà trong đất cảm nó có chứa cái nha bào cái một chủng bản thứ sáu, nhưng mà nó gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ phát triển lên và nó gây nên cái bệnh ở người, nó diễn ra độc tố và nó gây bệnh ở người. Chuyện này nó rất là hay gặp, khá nhiều quá khoa bệnh nhiệm khoa bệnh ở miền Trung bên này thì tháng nào nó có những cái tháng rồi hai ba cái trường hợp như thế, và đa số bệnh nhân chết, thấy chưa? Đa số bệnh nhân chết cái một bản cho người ta đi làm, người ta làm kiểm gai, người ta làm công việc ở nhà vân vân rất là nhiều. Đặc biệt là cái bệnh một bản mà một bệnh số một bệnh cũng bây giờ thì cũng có, nhưng mà những năm 80 là rất là phổ biến, 70-80 rất là phổ biến. Hồi xưa mà tôi học mà tốt trực bệnh viện là khổ nhất là gặp những đứa trẻ, thì sau này khi ra trời mà trực tôi làm 15 năm ở cái khoa bệnh trung về đấy, rất là trực một cái chỗ là có cái bệnh của bạn này giống như mình cũng ngủ được đó chị. Thì bệnh nhân nào là đến tân to chật nó ngủ thở nó đêm, và đặc biệt bệnh buồn bã thì ngày xưa nhưng cái mình phải bỏ bóng cái nó không có phải thơ gốc bên này bơm bên này bỏ cứ tục á, cho khi mình cần mình phải chia nhau để mình bỏ bóng cứ sửa trà nó thì đấy tôi là mỗi thứ đây cái gì đấy là nó một buồn bã rồi. Nó do cái gì? Do là ngày xưa người ta cái đà nhà người ta cắt rốn bằng cái nhiều mô bằng vô trùng, tức là cái dao, rồi cái cắt rau, hay là cái liềm người ta đựng nhỏ, hay là người ta cắt đũa để người ta làm kiểm tra những năm thời kỳ 50-60 thì như thế các chị. Sau này thì đương nhiên là bây giờ cái trạm y tế thì ở địa phương cái thảo nào nó có trạm y tế, người ta đưa cái người ta quản lý cái phụ nữ có thai khảo tố, á, cái trước đấy đó, thì thường thường là những người nông thôn thì người ta sinh ở nhà. Và thông thường là khi mà sinh ra thì người ta thì đến ngày mai sinh thì bây giờ mình phải tìm giờ một cái người nào có cái xó ở trong làng đấy, về bà con như đấy nó có kinh nghiệm thì người ta biết rồi đó, ở với nhau cũng nhiều năm người ta biết rồi. Thế thì bây giờ người đấy đến nhà ở lại một hai giờ đêm để mà gì, để mà sinh, người ta sinh người ta đẻ ở nhà thôi, chứ người ta đi bệnh viện bây giờ đâu, ngày xưa là như thế. Và người ta lấy cái dụng cụ, người ta lấy cái dao, người ta lấy cái cắt rau đó, hay là cái liềm, rồi người ta hơi cái ngọn lửa thôi, hơi như thế, hơi cái gì để khám, người ta có thiếu thì người ta cắt rổ, tức là chúng ta sẽ đi nhiệm vụ cái gì này. Và mình dân của mình bảo là gì, cái phong tỏa mũ đó,
không đủ, nó không có vùng là chế nhiều cái đè. Gia đình ngày xưa là rất là đông, à ví dụ như cái thì thấy gia đình tôi là rất là đông, à, gia đình tôi là một ngày tôi được khoảng 11 người con rồi, phải chịu theo, phải gấp 5 lần thì gia đình bình thường bây giờ, phải chịu không? Thì tôi có thể, nhưng bây giờ tôi có thể rất đáng bây giờ, phải chịu không? Đấy, một người chết. Gia đình rất là đỡ, bây giờ thì gia đình có 2 người con rồi, đây, được không? Thế ngày xưa, mà những cái bà cũng đưa mình nhớ tôi à, ở nông thôn là có được 5-6 cái con, chứ không phải là, đây, phải chịu không? Nó không có thể tâm tưởng được thôi. Tao sáu, tao 2, 3 tuổi. Như thế. Thấy không? Năm sáu thì có. Thế ta cắt vốn bằng cái gì? Bằng cái dụng của cô bôn rồi thì như thế này. Là gì? Và cái điều chỉnh là gì? Nó có căng, nó có cơ. Rất là điển hình. Và bản nhân chết. Rất là nhanh. Bản nhân chết. Co giật. Bản nhân chết. Hả? Ở nhiều khi cả ngày thì rất là cao, phải gì đâu, rất là cao, hiện nay cũng như thế thôi. Cái bệnh hóa nó chết đến những cái nơi mà có trung tâm mà hồi sức mà tốt thì này thì trên 50%. Cái chẩn đoán là từ vào lâm sàng chủ yếu, và cái phòng mạch là chúng ta phải xử lý được thương tiêu được thân. À cả ngày thì tôi cũng có một tí rất là khi mà bị nhiễm trùng, à bị cướp á, bị cướp bị đạp đinh hay là cái gì mà rồng bị cướp ra, hay là bị tai nạn vân vân, những cái thương sâu thì mình phải lấy cái gì vặt đi, thấy không? Rồi mình phải khử khuẩn và để mở cái thương đã chỉ dùng để oxy da đấy, nó không dùng kia siêu oxy, cái gì rửa sạch cái thương để lấy cái gì vặt, cái gì để vào để cho không khí nào tiếp xúc với không khí thì cái thứ đó cũng như quần này nó phát triển được, các chị không? Nhưng mà các chị bay kiếm lại và có nhiều gì vật thì sao? Cái quần phát triển nó sẽ gây chết người đấy. Đây, các chị ứng dụng cái sức lý của những cái quần này để các chị xử lý cái vết thương. À, cái vết thương mà mắt da mà nó hở thì không khí thì bao giờ có cái quần này nó phát triển chắc chắn như thế. Tôi chắc chắn như thế. Do đó nó rất là nhiều. Người nhiều khi con cái nó bị tệ, người ta bị hỏi cho tôi, ngay cả những đồng nghiệp của tôi là bác sĩ nhưng mà họ cũng chuyên khoa đấy, thì họ cũng hỏi đấy, đây có tôi làm gì như thế thì nó cũng phải tiêm thế gì đấy, cái đường thận trọng một bán hay không, hả, dùng đường thận kháng một bộ hay không, ờ, thận làm công việc người ta có đấy, nhưng mà khi dùng thì sao, dùng đường thận thì nó có cái hậu quả gì cả gì đấy không, cái bệnh đường thận, hả, lần sau tức là mình tiêm một cái kháng thể phòng ngừa người thân phòng ngừa mà chữa kháng thể, lần sau để nhiều vì là mình dùng là thì sao đối với để sốc phản vệ hoặc là cái bản thân đúng không? Đây cho bạn thì đương nhiên là tôi là chỉ cần tư vấn bằng cách là để cho cái vết thương như thế mình rửa sạch bằng cái nước oxy nhà đó thì nó cũng bao giờ là gì đây chúng ta đã nhìn thấy nhiều khi là mình quên đi nhá, như cái bàn tay có bọc ngày xưa thì họ quên đi, cứ để cái con cái họ bị thì họ lại làm thiệt thòi họ gọi cho mình, các chị không? Họ hỏi nhưng đây mà họ làm không chuyên nhá. Thế bây giờ một số cái bí thuật một cái phần ngoài thư thì có 3 cái loại chưa các bạn, những cái bí thuật này nó cái phần bằng cách nó sản xuất ra cái ngoài độc tố và cái ngoài độc tố của nó là cái gì? Ngoài độc tố của nó là một phức hợp các cái protein, các cái enzyme. Nó tác dụng khác hẳn với cái ngoài độc tố của một bản là gì? Để tôi có nói với các chị như cái bài đầu là cái độc tố theo kiểu của enzyme. Đó. Các chị thấy này, cái enzyme protein là gì? Enzyme collagen, collagen này, enzyme gelatin này. Rồi enzyme là làm tiêu hủy hồng cầu, rồi enzyme glycina, vân vân. Thì enzyme này khi đi vào được sản xuất ra trong cơ thì nó làm cái gì? Nó làm tiêu cái tổ chức, không? Nó phá hủy cái tế bào, nó gây hoại tử tổ chức, đây, hoại tử tổ chức.
đó là cái tính chất cái lần của cái nhóm vi khuẩn này và liên quan đến như thế. Và cái nhiễm trùng vi khuẩn này thì thông thường là cũng giống như rụng bám thôi, nhưng mà hay gặp ở đâu là gì, đặc biệt là do họ thì nhiều như là do con mình này, do nó chuyển thân. Cái này nó đó cái cả thì là tại sao nhiễm quân đi người ta mua một cái máy như thế là đi. Đây là một cái bệnh mà rất là hay gặp trong chiến, chúng ta bị thương binh rồi như thế, họ đánh cần đánh như thế thì họ bị cái thương, họ bị thương thì họ là gì đấy, họ là bị bao vây, á, bị bao vây thì đi nhiều cái 2-3 ngày bị thương thì nó không về, không thể xuất khẩu được, xa cái chỗ mà y tế, cái bác sĩ nó không thể là họ phải đóng một cái chỗ mà nó xa từ đánh từ sau. Anh nhớ không? Lúc đó có vây thì từ khi 2-3 ngày sau thì người ta mời người đưa cái thương tích về được. Và lúc đó thì sao? Cái bệnh thương nó bị ngoài thứ rồi. Anh chứ không? Ở đây thì thấy nó bị ngoài thứ rồi. Thôi chứ nó nói thì anh. Anh đã làm cái phòng vụ, anh đã đập cửa. Bây giờ mình thấy bảo vệ, mình thấy là cái người lao công họ làm đấy từ ngày xưa. Tôi nhớ cái anh này, anh hồi trưởng anh đã là những tám chỉ trường. Sau dự phòng á, anh nghe tôi dạy như thế này, anh đã ngồi. Rồi sau đó anh gặp tôi, anh đã được người truyền. Nhưng khi trong cái chuyện gì anh đã nói thầy ơi, ngày xưa em y tá người chuyển trường thì không phải lao vào 2-3 năm. Nhưng là bây giờ đâu, nó đang học 6 tháng thôi. Rồi sau đó đi chuyển trường. Nhưng mà anh bảo tôi là anh cư cụ, mà hàng chục bệnh nhân. Anh hiểu, cư cụ đó. Đòi là tại sao anh biết đi về bầu và làm sao anh biết cầm máu cơ thể ở miền Trung Nam anh cưa rồi là đâu đầu tiên thì nó đưa từ bên ngoài cùng bác sĩ nhé, cùng bác sĩ làm, nhưng mà nhiều khi làm một chậm quen đi, làm chậm một quen thì thế bắt sau đầu thì nhiều khi thương binh quá nhiều ấy, và đặc biệt là bác sĩ thì họ thì những trường hợp nặng ví dụ như là phụng tạng đau bệnh vân vân, hồi phục rất có những cái trường hợp thân bên như thế này. Thì nhiều cái mặt bệnh nhân đời, nhưng mà đời 2-3 ngày thì nhiều khi là đi đồng bị hoài theo cách này là gì không? Thì nhiều cái bác sĩ họ trần đẩn tiếp tục trần đẩn thì họ cũng vậy, là mà thôi bây giờ trường hợp này thì mình cắt cái thôi. Thì 2-3 thì y tá họ có cái chuyện thì họ lấy một đứa lại là gì không? Đấy, đứa thì nó không chết, nó có thể cũng sọc bệnh nhân, nhưng mà nếu như đề như thế thì sao? Thì bệnh nhân xè, nhiễm độc rồi suy thận, bệnh nhân chết. Anh nhớ, đấy, do đó anh kể với tôi cái chuyện, tôi nói đi, tôi tin, tôi nói là thầy cũng tin, nhưng mà em đã làm một chuyện đấy, 2-3 anh em thì nó có kinh nghiệm, đầu tiên là đọc xì họ, mình phù với họ, rồi sau đó họ tin tưởng với họ, rồi thôi bây giờ, để anh em ra, đưa cho chúng ta không thì đồng mình chết. Tôi nói là trường hợp đó nó xảy ra trong chuyện thân, ngắn, từ đây, trong chuyện thân từ đây, các bạn phải đọc của tổ tư vực sách, tôi luôn đọc của tổ tư vực này, cảm thấy giống như đúng á, thầy chúng tôi thì là cái gì mà đọc được sách như thế, yêu như thế, đấy, sẽ ra làm, cứ làm mà chết. Bây giờ chẳng đoán là nhiều nó lâm sàng, á, bây giờ phòng, chúng ta xử lý vết thương, phải xử lý, những cắt cụt chẳng hạn, như là tôi nói, hay là mình lấy một cái gì vào, á, để cho này, để cho đừng cái có bị nhiễm trùng. Rồi mình tiêm mình thân, còn như một cái này thì ở Việt Nam mình không có đâu, ở các công ty rồi người ta là có, bởi vì cái này là cái bệnh của hay gặp cái chuyển chân, do đó thì chúng quân đội thì nó còn thân nó chống chống cái bệnh này cả gì, nhưng mà nhân sự thì mình rất là khó. Cái điều gì thì như ở trên dùng mình thân rồi kháng sinh để xử lý được cương vân vân, cái này sau này các chị học về điều trị các chị sẽ người ta nhắc lại, hoặc là cái gì đọc trong radio sau này mình học cái gì thì bệnh nhiễm trùng à, được chưa? Có ai hỏi gì không? Thì cho tôi xem là cái lên cái chỗ này cô mang bao nhiêu? Thật là vậy, cứ năm thì ba năm bốn mươi đây, cô mang bao nhiêu?